Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Lâm Đồng cho ngày mai, ngày 10 tháng 2 năm 2024, tức mùng 1 Tết Giáp Thìn. Thưa quý vị, trong ngày đầu năm mới, thời tiết toàn tỉnh Lâm Đồng khá lý tưởng, khi mây thay đổi, đêm nay không mưa, ngày mai trời nắng, gió đông, đông bắc, cấp 2, cấp 3. Cụ thể khu vực phía Bắc tỉnh bao gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đâm Rông. Ngày mai trời nắng ráo, nền nhiệt dễ chịu để mọi người có thể thư thả du xuân và đi lễ chùa đầu năm. Khu vực phía Đông tỉnh bao gồm các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Nhiệt độ khá dễ chịu khi dao động từ 13 đến 29 độ. Tuy nhiên, giữa trưa là thời điểm tia cực tím tăng cao. Mọi người nên hạn chế ra ngoài và bổ sung vitamin C để tăng cường sức đề kháng, đón Tết an vui. Khu vực phía Nam tỉnh bao gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Ngày mai trời nắng ráo, giữa trưa nền nhiệt cao nhất vào khoảng 29 độ. Thời tiết thuận lợi để mọi người vui xuân đón Tết. Cuối cùng là khu vực phía Tây Nam tỉnh bao gồm các huyện Đà Oai, Đà Tẻ và Cát Tiên. Ba ngày trời nắng ấm, giữa trưa nền nhiệt tăng cao lên khoảng 32 độ. Vào chiều tối, thời tiết mát mẻ, dễ chịu, lý tưởng cho những cuộc hội ngộ và sum vầy. Quý vị và các bạn thân mến, chào xuân Giáp Thìn 2024, cùng với những chương trình tọa đàm, phim tài liệu, thời sự Tết đặc biệt, LTV còn chuyển đến quý vị những chương trình hấp dẫn khác, hứa hẹn sẽ mang đến những ngày xuân thực sự vui tươi và nhiều ý nghĩa dành cho quý khán giả yêu mến LTV. Xin kính chúc quý vị và các bạn đón năm mới Giáp Thìn 2024 vui tươi, hạnh phúc và thành công. Còn bây giờ sẽ là bản nhiệt độ cho các thắng cảnh trên địa bàn tỉnh và các tỉnh thành trong cả nước. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.